Chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bizling Corner. Đây là nơi mình ao ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Hôm nay là ngày đầu năm mới, năm 2022, và mình chào đón năm mới bằng một clip về Phonetics and Phonology để giúp các bạn ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Đây là dạng bài tập điền vào chỗ trống mình đã soạn để cho sinh viên khoa ngữ văn Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thi cuối kỳ vào năm rồi. Đây là một đề thi cũ của chính mình soạn. Dạng bài tập điền vào chỗ trống này thì mình có thể hỏi sinh viên ba kiểu khác nhau. Kiểu thứ nhất thì chắc là khó nhất, các bạn sẽ phải điền đúng một thuật ngữ vào trong mỗi chỗ trống. Với dạng thứ hai thì có khi mình cho chữ cái đầu tiên, các bạn sẽ dựa vào chữ cái đó để điền vào chỗ trống. Hoặc có khi thì có sẵn thuật ngữ cho các bạn lựa chọn, nhưng mà số thuật ngữ sẽ nhiều hơn là số chỗ trống, cho nên các bạn phải chọn cho kỹ. Mời các bạn cùng ôn tập với mình nha. Trong clip này thì mình sẽ không nói gì hết. Mình sẽ lần lượt chiếu 11 câu hỏi đó, được thể hiện qua 3 dạng đề như hồi nãy mình trình bày, và đến cuối cùng thì sẽ là đáp án. Tất cả những câu hỏi ở trong đây mình soạn dựa trên ấn bản số 4, sách của Peter Roach, English Phonetics and Phonology. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Bizling Corner. Chúc mừng năm mới các bạn nha. Bây giờ thì chúc các bạn ôn tập vui vẻ.